Chào các bạn. Khi tuổi càng cao, bạn có thể bị đau và kích ứng ở niêm mạc ruột già do các túi hình thành và bị viêm. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng tình trạng này được gọi là viêm túi thừa, có liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ. Hầu hết mọi người chỉ tiêu thụ một nửa lượng chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Vì vậy, việc tăng cường lượng tiêu thụ chất xơ trong bữa ăn là hết sức cần thiết. Tốt nhất là tìm cách thay thế thực phẩm đã qua chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt là bước đầu tiên đơn giản để bổ sung nhiều chất xơ hơn vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của đường ruột cũng như cải thiện hệ tiêu hóa, đồng thời giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết. Hướng dẫn chung về lượng chất xơ là 14g cho mỗi 1.000 calo trong chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy chế độ ăn của bạn bị thiếu hụt lượng chất xơ cần thiết. 1. Bạn bị táo bón. Nếu đi tiêu ít hơn 3 lần một tuần, bạn đã bị táo bón. Điều này có thể do thiếu lượng chất xơ không hòa tan trong thực đơn hàng ngày của bạn. Chất xơ không hòa tan, không thể tiêu hóa. Vì vậy, nó giúp di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa nhanh hơn và làm giảm táo bón. Bổ sung thêm chất xơ không hòa tan vào chế độ ăn uống bằng cách ăn bánh mì nguyên cám, gạo lứt, hạt và trái cây. 2. Quần jean mặc chật hơn. Các loại rau giàu chất xơ có xu hướng khiến bạn nhai lâu và no lâu hơn. Điều này làm giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Bỏ qua khoai tây chiên và thử một đĩa bông cải xanh hoặc đậu lăng hấp. Một cốc bông cải xanh nấu chín có 5,1g chất xơ sẽ khiến bạn phải nhai trong nhiều phút. 3. Bạn luôn cảm thấy đói. Thực phẩm ít chất xơ, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ chế biến sẵn, sẽ khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Chất xơ hòa tan hấp thụ nước trong đường tiêu hóa và tạo cảm giác no. Điều này có nghĩa là một bữa ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy đói sớm hơn nhiều so với một bữa ăn chứa nhiều chất xơ. 4. Mức cholesterol quá cao. Chất xơ không chỉ giúp no lâu mà còn có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong ruột non giúp loại bỏ nó ra khỏi dòng máu. Tất nhiên, ăn nhiều chất xơ chỉ là một trong nhiều thay đổi của chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm cholesterol. 5. Buồn nôn. Nhiều người nghĩ rằng một chế độ ăn ít carb và nhiều protein là cách để giảm cân và giữ dáng. Tuy nhiên, cơ thể cần carbon hydrate để hoạt động hiệu quả. Một chế độ ăn ít carb và do đó là chế độ ăn ít chất xơ có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. 6. Lượng đường trong máu quá cao. Chất xơ cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu. Ăn nhiều chất xơ hơn có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột non vào máu, khiến lượng đường trong máu tăng chậm hơn. 7. Đau bụng. Khi tuổi càng cao, bạn có thể bị đau và kích ứng ở niêm mạc ruột già do các túi hình thành và bị viêm. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng tình trạng này được gọi là viêm túi thừa, có liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ. Trong trường hợp nghiêm trọng, viêm túi thừa còn gây ra tình trạng nôn mửa, sốt, tiêu chảy và chướng bụng. Tuy nhiên, cũng có một số người bị viêm túi thừa mà không có triệu chứng. Ăn nhiều chất xơ hơn là một cách đơn giản để bạn có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Thay thế gạo trắng, bánh mì và mì ống bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt. Bởi vì ngũ cốc nguyên hạt ít được xử lý hơn bột mì trắng nên chất xơ tự nhiên của hạt vẫn còn nguyên vẹn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chuyển từ việc sử dụng ngũ cốc đã qua chế biến sang ngũ cốc nguyên hạt như một cách đơn giản để có thêm chất xơ. Thêm hạt lanh hoặc hạt chia vào bữa ăn hàng ngày. Hạt lanh chứa 2g chất xơ trong mỗi khẩu phần, khiến nó trở thành một nguồn bổ sung chất xơ tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn. Hạt lanh xay có thể dễ dàng được thêm vào sữa chua, bột yến mạch, bánh nướng xốp và thậm chí cả bánh quy. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bổ sung thêm hạt chia có 10g chất xơ mỗi khẩu phần vào bữa ăn hoặc đồ uống như một cách dễ dàng khác để tăng cường hàm lượng chất xơ. Làm đồ ăn nhẹ giàu chất xơ. Đồ ăn nhẹ giàu chất xơ là một cách ngon miệng để làm cho chế độ ăn uống của bạn thân thiện với chất xơ hơn.
Một số lựa chọn đồ ăn nhẹ chứa nhiều chất xơ bao gồm hạt đậu nành, hạt bí ngô, đậu phộng, hướng dương và các loại hạt khác mà bạn thích. Bổ sung chất xơ trong bữa sáng. Hãy bắt đầu ngày mới với chất xơ thay vì bánh ngọt hoặc bánh mì chứa nhiều đường để ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến. Một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn sáng bao gồm sữa chua với trái cây, hoặc bạn có thể thêm cáp. Hãy chọn bột yến mạch, bánh mì nướng 100% nguyên cám hoặc ngũ cốc giàu chất xơ. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.